Ngon SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cuối Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá những phần chuyện mới nha các bạn. Trên màn hình của bạn đây là box set thứ hai của Haikyuu nha các bạn. Đây, câu chuyện kể về những anh chàng trong đội bóng chuyền nha các bạn. Kèm đó chúng ta sẽ cùng khám phá Kingdom tập 63 nha các bạn, Vương quốc Trà Xanh Arin tập tiếp theo, và chúng ta cũng sẽ có những phần chuyện tiếp theo của nhà xuất bản Kim Đồng cũng như nhà xuất bản trẻ. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review hơn về từng phần chuyện nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng khám phá box set thứ hai của Haikyuu các bạn. Đây là cái phần mà được tặng kèm theo để bìa các bạn. Bìa của box set thứ nhất nha, được inside sai giá nên Kim Đồng tặng lại chúng ta 15 cái bìa của box set 1 nha các bạn. Bây giờ đây cũng cùng khám phá các mặt của box set 2 Haikyuu các bạn. Cái mặt rất là ổn áp nhưng mà gia công cái hộp vẫn không hay ổn áp gì hết nha các bạn. Và đối với box set 2 chúng tặng kèm được 6 cái bookmark nha các bạn. Đây 6 bookmark nha. Và gia công cũng không ổn luôn các bạn. Cắt hình xéo từ lơ cho các bạn ơi. Đây là những cái trang bìa rời của 15 tập tiếp theo, từ tập 16 đến tập 30 nha các bạn. Bìa rời ở ngoài thì nhìn khá ổn áp nha các bạn. Đây là bìa của tập 19 nè. À, các bìa khá ổn áp nha. Không cảm hồi là không thấy lỗi ở phần bìa rời nha các bạn. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua một số bìa rời. Còn bìa trong với trong, bạn bìa keo với trong thì nó bị lỗi. Còn phần bìa dịch thuật thì mình chưa đọc lại luôn 15 quyển này nên mình sẽ review riêng về phần dịch thuật sao nha các bạn. Nhưng mà nói chung thì box set này giá 600.000 và gia công như thế này và tặng như thế này thì thấy không ổn các bạn, không ổn nha. Bạn nào mà có kinh tế dư dả thì mua, còn không thì các bạn có thể để dành tiền để đó đợt khuyến mãi nào đó hoặc là mua lại các bạn sẽ ổn hơn, chứ để mà 600.000 để mua cái box set này thì mình thật sự là không ổn nha các bạn. Để mua về review cho cùng các bạn cùng mức hức chứ để mà bỏ 600.000 ra mua thì thật sự là không đáng đâu nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua box set thứ hai của Haikyuu. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn những video lần sau. Thank you.